Hả? Thầy đi đâu thầy? Thầy đang đi chăn bò này. Đi đâu không thầy, không đi đi xem phong thủy à? Xem phong thủy à? Đó. Phong thủy bữa nay ế lắm, không ai bảo đi xem. Ế, đi chăn bò. Thầy đi chăn bò. Thầy xem cho em một cái phong thủy này cái xem là cái đất này có dễ dàng không thầy? Cái phong thủy này á? À? À, vâng. Thì đây đây đây, mình thầy cũng đang lên để đi xem cái phong thủy chỗ này đấy. Thôi đi bây giờ thì trông em xinh gái nay mời bây giờ cứ gọi thầy với cả em đấy khó đấy. Thế cho phép thầy xưng anh với em được không? Thế thì lại tổn tuyệt thọ em thầy ạ. Không thì cứ chỉ đẹp thế này cứ phải như thế thì thầy anh thầy mới xem cho cái thầy, này có bán được không? À thế à thế thôi anh xem dùm em cái miếng này đẹp này mà không ra được chết rõ. Thì để nuôi đi vào cái chỗ trung tâm này, đi vào giữa cái khe này để anh xem cho thầy, anh xem cho thầy em. À, anh xem cho em. À, anh xem cho thầy em nữa. Anh xem cho em là cái khe và cái mu cái miếng đất. Thế này nếu có phong thủy anh xem nó là trung tâm cách bao xa nhá. Ừ thì rồi yên tâm, thầy phong thủy đấy mà. Để thầy vào thầy xem cái miếng đất này là như thế nào. Chứ cái miếng đẹp thế này mà bao nhiêu cây. Thế này mấy hạt? Cái này khoảng 4 hát đấy. À 4 hát à. Thế cái đất này bây giờ là mới cày hôm nọ để chuẩn bị trồng cái gì đấy? Đấy thì người ta mới dâng bắp à, thu bắp xong rồi giờ cày đi để đấy. Cái chỗ này cũng phải đến tầm đến 2 hát đấy nhỉ. 2 hát mà nó bằng nó cày đẹp này. Đấy. À. Rồi, thế bây giờ thì bây giờ là cái miếng này ý định là như thế nào? Thì bây giờ ý định là bán anh. À ý định bán à? Vâng. Bao nhiêu tiền? Khoảng 260. Hết. Hết. À, 260 hết. Đấy, rẻ như chỗ này bìa bọc hồ sơ giấy tờ pháp lý. Có hồ sơ thì cứ bác cứ yên tâm, hồ sơ nó. Hồ sơ có, hồ sơ thì nó đã rồi đúng không? Có rồi. Thôi được rồi, để nuôi vào đây để xem nào. Bây giờ anh phải xem cái phong thủy là ngày bao nhiêu bán được. Thôi được rồi, bìa vào đây. Thế anh thấy đẹp không? Anh thấy cái miếng này đẹp đấy, chất đất thì có vẻ ngon lành cả nhà á. Thế anh thấy hôm nay nhìn máu nhỉ? Trời, hôm nay lâu lắm rồi, hôm nay mới lại có người nhờ xem phong thủy đây này đây. Đang đi chăn bò. Anh phải kiếm cho em cái bộ đồ. Hả? Nó hợp một tí. Đang đi chăn bò à? Chăn bò bữa nay lại đói thế sao đi chăn bò đây, đây đây, bây giờ thầy phán cho cái chỗ này là từ đây mà đi ra đến trung tâm mua sắm ăn uống cơ bản của con người nó tầm độ khoảng 4 cây đúng không? Đúng rồi ạ. Đấy đúng ạ. À? Anh thầy đấy. Đấy. Chọn chưa? Câu đầu tiên chọn. Và từ đây mà đi ra đến trung tâm huyện Chư Bờ Rông của tỉnh Gia Lai nó phải khoảng 43 vào đây 10 là 53 cây. Đúng chuẩn đấy ạ. Nấy chuẩn à? Đấy. Từ đây ra đến trung tâm thành phố Pleiku, Gia Lai là nó khoảng vào 80 cây. Xa đấy. Xa đâu, còn 70 cây là xa thế. Không, ta từ ra đến sân bay là 80 cây. Xa quá. Xa. Thế điện đó mà đây không kéo được. Đấy. Thì xa xôi này kéo được nào được thầy, kéo từ chạy heo này nó hơi xa. Đấy, chạy heo bên kia mà từng đây xung quanh cũng có vài nhà dân ở đây đâu. Vâng. Đấy, thế thì đằng sau này là tựa núi. Đó. Mình nhìn ra đồng bằng rồi là view chạy heo. Đẹp tuyệt vời, thầy nhờ. Cái view chạy heo này ngửi mùi phân heo suốt ngày thì chết rõ. Ôi giời. Để xem nào, để anh ngắm xem có cái mùi gì không. Cái phong thủy này còn có cái mùi á. Ôi giời, cả mùi, cả thời tiết rồi, cả chất đất. Không có mùi gì. Thơm đúng không? Thơm. Quá thơm. Chứ đây không có mùi gì. Để bốc một nắm đất để xem là. Đấy đấy đúng rồi anh ạ. Đấy phải bốc một cái nắm đất để. Đấy anh thầy phải như thế mới được. Đây này. Đây, để xem chất đất nào. Đất này thì là đất thịt. Đây đất thịt này còn pha hơi đỏ đỏ. Đất thịt đỏ. Ừ, đất thịt pha hơi đỏ đỏ. Đây. Trên đất thì hiện tại bây giờ là có độ khoảng hơn 300 cây gỗ hương. Ui dồi ôi, người đất mà đã biết có 300 cây luôn. Đấy, chuẩn lắm. Mà đường vành tròn của nó này là 1 mét. Đấy. Đấy, tầm độ khoảng mấy chục cây là cái vành tròn 1 mét. Đây này, toàn bộ đây. Trên đất có một cái chòi có 3 cái giếng. Nhưng mà 2 cái giếng, 3 cái giếng, mỗi cái giếng đào được hơn mét. Các ông thầy này nghe chừng được bây giờ. Một cái giếng đào được hơn mét và 2 cái cạn còn 1 cái có nước. Thế thôi chứ, đòi cả ba. Trông người đẹp này như nước hơi ít ấy. Với lại anh ấy nước nó lại chẳng trẻ chứ. Trông đất đẹp này mà nước hơi ít ấy. Nước nào cũng chẳng trẻ anh thấy đâu ạ. Chẳng trẻ á? Nước nào cũng nhiều. Đấy, tình hình là như thế thì điện đóm như thế. Và tình hình bây giờ là khu này nó bằng khoảng được khoảng hơn 2 hát. Còn trên kia là kéo pháo lên đồi cao kia thì là tầm độ khoảng hơn 1 hét. Anh ơi kéo pháo thế nào anh? Hả? Cái kéo pháo nó nặng lẻ lắm anh ạ. Dạ. Đi lên thôi. Đi lên à? Vâng, nó có cao đâu. Đây, trên đất là có một cái chòi. Chỗ trời gần cái chòi. Chỗ gần cái chòi có 2 cây đu đủ. Một cây đu đủ được to, một cây đu đủ được bé. Nhà toàn được anh ạ. Riêng đường đi
thì ô tô bán tải là tới nơi. Còn nếu xe thấp gầm thì không đi được. Thì bán tải đi là thoải mái chứ gì anh ơi. Thấy chưa? Thầy bói thế được chưa? Bói thế xung quanh được. Đây là núi non bao bọc, sơn bọc. Thế anh nhìn cây đối diện anh là cây gì kia? Đây là cây hương. Đúng rồi đấy. Và hiện tại bây giờ nói luôn là chỗ này là có hồ sơ pháp lý rồi. Thì là những cây hương này là có thể là khai thác được nhưng mà vẫn phải xin phép. Em đố anh ngày bao nhiêu em bán được? Đấy anh đoán đi. Cái này thì thầy không đoán được. Nếu mà thầy đoán được ngày hôm à nếu thầy anh đoán được hôm nào bán được thì anh là phải bỏ cái chân bò từ lâu rồi. Chưa giả anh. Mấy lần đoán anh xem cho thế thì. Mấy lần đoán trượt thế là bị sa thải, bây giờ không dám đoán bừa. Phải đi chân bò anh. Không dám đoán bừa nữa. Thế bây giờ giữa đây là có một cái khe này thì nó hơi cạn nước. Đấy, đi sang bên đây là thấy cái chòi đây. Vừa đấy phán là có hai cây đu đủ. Một cây được to, một cây được nhỏ. Xem đo, có chuẩn đo, không? Thử xem hả? Xem có chuẩn không? Đấy, nhưng mà đây. Công nhận anh thầy này được ấy nhỉ? Đây, và trên đây thì trồng bắp đã thu hết bắp rồi. Tình hình là phía dưới này thì cày được không có đá. Nhưng nuôi lên trên đây thì lại có đá lủng rủng. Đất này phù hợp cho trồng cây ăn trái thì phải đào ao, không có suối. Và đất này phù hợp cho trồng keo, trồng bạch đàn, cực tốt. Trồng keo bạch đàn một phần đấy chứ còn đây phần này mà trồng keo phí anh. Ui, cái chỗ đất thầy. Đẹp này, chỗ đất đẹp này thì khỏi trời nói anh rồi. Thầy. Chỗ đất đẹp này khỏi nói rồi. Em nói thật trồng dưa còn được ấy. Đây này, em cứ bảo là của khe đất em nhiều nước, nước đâu có một tí 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 nước thế này cứ, mà. Cứ mùa cạn nó khác, anh cứ phải động, anh cứ phải làm gì thì nó mới có nước chứ. Nó cứ phải đào máy móc đây. Đúng rồi, máy móc đưa về. Đây, thầy đoán không sai đúng không? Ui, đẹp không này. Đấy, đây có một cây đu đủ được bé này. Đúng không? Dạ. Và đây nó có một cái giếng sâu này. Đúng là tầm mét cạn nước. Đấy. Vừa đấy đi tham quan đây rồi. Phán đấy, chuẩn. Ông thầy là đẻo thế chứ lại. Để ông đoán được ra ông tham quan rồi ông mới nói. Đấy, cây đu đủ được thứ hai cây to. Đúng không? Chuẩn. Một cây chòi độ khoảng 8 mét vuông. Hai người ở được. Ừ, hai người ở tình cảm. Ngon lành ở trong đầy đủ. Bếp giường chiếu có đầy đủ đấy chưa? Phán chuẩn chưa? Chuẩn đấy. Ừ, chuẩn. Nhưng mà vừa nhìn rồi mà đoán thì thấy nó cũng bình thường lắm. Hỏi đúng chỗ rồi. Đây, toàn bộ khu đây là những cái cây gỗ hương gia đình đã để lại và những cây rất là to. Đấy, dành cho to những ai những cái này làm cây công trình rất là ngon này. Thấy to không? Cao. Nhờ, cây này đẹp đấy nhờ. Một ôm. Đẹp đấy thầy. Đấy, to đẹp chưa? Thầy. Thầy đoán chuẩn không? Thầy đoán chuẩn đấy thầy. Thầy đoán toàn đoán bò à? Bò là bò nào? Thầy ngày nào chở chân bò đây. Thế nào? Gặp đúng không thầy? Suốt ngày chân bò ở đây xem hộ. Đây tặng cho cây cọ anh. Hả? Cái này cây cọ phải không? Đấy, cây cọ đấy. Thầy ngày nào chở chân bò ở đây mà. Hẹn nào ông thầy cũng rõ thế chứ trời. Đây. Một cây giếng nữa thì có nước. Nhưng mà cái này nó chỉ sâu được khoảng chắc không đến 1 mét. Anh cứ đào sâu xuống nữa xem. Đây, cái này là có nước. Thầy phán cho đây thôi. Còn ra đến đây là có thêm một cái giếng thứ ba. Kinh trời. Chắc là phải chăn bò thuộc lòng khu này rồi. Nhờ thầy xem cho chỗ này chỉ có mất đất. Đây, đây có một cái giếng nữa. Không có nước. Làm cái giếng của này nhờ thầy nhỉ? Không có nước đúng chưa? Đấy. Và nhìn cái tầng đất từ cái mặt này thì nó có đá này. Đá này người ta lấy về người ta xây miệng giếng. Nhưng mà từ đây xuống đây thì nó không có đá. Và vừa đó, đào giếng ở đây thì không có nước, đây không có nước cái gì. Ôi, chỗ này hình như là thầy xem thì như có mấy con cá này nó chết khô dưới nước rồi. Đấy. Chắc mới cạn thầy giờ. Chỗ này mới cạn. Chỗ này thì cũng này mới cạn. Chỗ này là cái gì đấy thầy? Người ta bảo gọi là anh thì gọi là thầy. Anh thầy. Đi gọi là anh, nếu gọi là thầy là không bán được như thế này đâu. Anh. Đây, chỗ này là nguyên cái chỗ này là đá. Một cục đá rất là to. Có thể ngồi tĩnh tâm hả? Ờ, tĩnh tâm cục đá này theo như phong thủy mà tính toán thì nó tầm độ khoảng 30 mét vuông. Đá đẹp chứ thầy. To tròn rất đẹp. 30 mét vuông. Và bây giờ thì đầu gối chân mỏi quá rồi. Cái miếng này rất phù hợp cho những người ở đây. Toàn bộ đây là cây gỗ hương người ta đã để lại và xung quanh người ta đã trồng nhiều hết rồi. Và toàn bộ cái khu vực leo lèo lên đồi lên khe trên kia là khu này nó hơi bằng bằng này này. Chỗ này trồng nếu ai có điều kiện là lấy chỗ này là trồng rừng hoặc là trồng cây ăn trái hoặc là trồng bắp.
chân nuôi đúng không nhỉ? Chân nuôi mà kéo lên cái khu vực đồi dưới kia mà thả dê thả bò. Ở dưới kia là những cái hộ đang ở dưới kia là những cái hộ đấy toàn bộ họ đang nuôi bò. Chính vì thầy bị thất thế nên mới phải đi chăn bò thuê cho người ta. Thầy lung tung quá nên là không đúng không? Không phải đâu, anh là anh mê gái. Chết rồi, thời mê gái là đều thay hết rồi. Anh mê gái quá nên là xem từ cái ngày mà mê cái cô áo đỏ này là từ ngày đấy là nó mất hết cả mất hết cả ấy rồi. Thế là anh thầy bỏ tu đi mới vào. Mất hết cả pháp lực. Không hết để nhú nó làm đúng rồi, nhú nó như chi chi rồi. Ai làm gì tao anh kiểu thích à. Ôi trời ơi, bảo cái này nói tao chỉ đấy. Nhà nào bữa nay mấy người cứ bảo là uống sữa voi cho mập mập khổ sữa voi có đấy đúng không? Và toàn bộ đây là nó có đá này. Đấy là cái chỗ trên này nó hơi có đá nhưng mà cái đá này nó chỉ trên mặt. Đá này mới đẹp anh. Ừ, đá này trên mặt thôi mà đấy, leo lên đây phong thủy rất là đẹp luôn. Mà anh có công nhận đất đá cây đẹp không? Ui đất đá cây mát chứ. Chủ đấy bên đúng. Này còn ông hàng xóm mới chặt cây điều đi để chuẩn đấy. Bị ông ấy trồng bắp. Có hàng xóm anh? Ừ, có hàng xóm có đồng hành. Đây của mình lên đây. Nhưng mà công nhận đất nhà mình nhìn khoái đất, thật anh nhỉ. Đất miếng đất này cũng khá là vuông vức. Mấy cả ít cây to đúng không? Ít cây to hương thôi. Đá thì nó cũng ít thôi, phải nhiều. Đây biên của mình đến khoảng đây. Đấy bói chỉ có chuẩn đấy. Và một số cây cọ có thể làm cảnh rất là đẹp. Cây cọ để đấy chứ phá làm gì à anh? Đây. Ở thành phố kiếm đâu ra cây cọ đâu anh? Đấy nó vuông vuông lên kia. Ui mỗi lần làm mệt ra đây ngồi là rất là mát đây này. Trời ơi, cái cây đẹp nhờ. Gia đình còn trồng cái cây me to đùng trên kia nữa. Me đâu? Đấy kia, đây ở chỗ này là có một cái rãnh nước. Đây ra đây. Nếu mà kết là đào ao ở ngay cái mũm này là nhiều nước lắm đây này. Rãnh này cũng lại khô cạn mất rồi, hơi khô rồi. Đấy anh biết. Anh ơi, bắp năm nay được giá nhỉ anh nhỉ? Ừ, bắp này này được bắp giá. Bắp mì được giá đúng không? Ừ. Đấy anh bảo rồi mà chỗ khe của em là rất ít nước. Mà anh cứ bảo chỗ này trồng rừng chứ em nhìn. Em nói thật cho anh, người ta trồng bắp đầy đấy, anh cứ bảo khách là trồng rừng là thế nào? Thì đấy là những cái người những cái người mà gọi là lười làm nhất. À lười làm, dành cho những người lười làm. Đúng rồi, lười làm nhất. Còn người chăm thì trồng cái gì? Người chăm thì trồng các loại cây ăn trái cho hai vợ chồng. Hả? Cây me chả có quả anh. Ui giời. Anh thử xem hộ em xem cái cây me này bao giờ ra trái. Cái cây me này có quả rồi. Quả đâu? Và hai vợ chồng mà trẻ mà vào đây mà ở mà làm cái miếng đất này mà chăm sóc tốt vào là ra tiền lắm đấy. Cái này là phải đây này. Tâm linh lắm hả? Tâm linh lắm đấy. Chuối đây này. Chuối chín đây này. Gác lên đây này. Đấy. Thấy chưa? Đói. Đấy, không bao giờ sợ đói. Và khu vực đây toàn bộ đây đất rất là tốt, chất đất. Đấy là anh ơi. Đất đây là đất đen đây này. Kiếm cái ghế đá nằm đây được rồi. Miếng đất này rất đẹp. Và trên cái đỉnh núi này là họ đang có một cái mỏ nước. Đây là cái ống nước họ dòng về chòi của họ đây này. Ôi, phải không anh? Đúng rồi. Ô cái dây xuống đây à, kìa. Đúng rồi, xuống mấy cái chòi từ chân dưới kia. Ừ. Là họ lấy nước từ trên đỉnh núi kia về. Nếu mình kết mình thích là mình lấy nước về. Đấy, thầy xem có đúng không? Đẹp thầy. Tất cả mọi cái là đúng y bài đi chóc cho. Nhưng mà thầy xem với em bán sớm muộn em bán với cả giá nó phải được như mong muốn mới được thầy. Tại vì cái giá rất là rẻ đúng không? Lại thầy, nghỉ à, làm bây giờ. Anh trời. Phải là anh rõ ràng. Anh nó dê quá. Anh đấy hơi dê. Ê, mọi người cứ bảo mình giống Phú Lê. Anh em ơi, nếu mà bác Phú Lê mà có xem được video này thì bác về Gia Lai gặp chồng em nhá. Đấy, đâu cứ bảo. Anh em từ nạc đúng nào không biết. Cái anh Phú Lê, anh ấy sinh năm 80, mình sinh năm 84, mình là em của ông ấy. Ông ấy còn hát cái bài đời là thế thôi. Đấy. Không, công nhận nếu mà hai anh gặp nhau biết đâu anh Phú Lê về đây lại là cái gì anh em lên đi. Cái ông Phú Lê đấy không tính tiền đâu đấy. Ôi dồi, anh lại nói thế tí mai ông đánh xe vào là anh chết dở luôn đấy. Không tính tiền đâu đấy, ông ấy không tính tiền. Đâu có giỏi anh lên Gia Lai gặp em. Ở đây còn giỏi, ông Phú Lê là không bằng thầy phong thủy này. Thầy này đi chăn bò rất tốt, ông ấy không biết đi chăn bò. Vậy là anh Phú Lê ơi, nếu mà anh có xem video này thì em nói thật anh là anh cố gắng lên Gia Lai gặp chồng em nhá. Chồng em dẫn anh đi chăn bò. Vì gì chồng em không làm được, chỉ có chăn bò chồng em làm được thôi. Lên đây cho chăn bò. Thế mấy người cứ bảo mình giống nó giống thế nào được. Bố mẹ bố mình ngày xưa có đi đến đấy đâu mà giờ. Em rất muốn anh Phú Lê về đính chính lại. Đấy tình hình là đấy như thế thôi. Đấy thì xem như thế. Thế bây giờ còn anh đi đâu ấy? Hả? Thế bây giờ anh đi đâu? Anh không hỏi lại xem kỹ anh đi đâu ấy? Bị chăn bò ăn hết mì rồi đây này. Tính tức là ăn hết mì rồi, tí rồi đuổi nó đánh cho rồi bắt đầu là lại nhịn ăn.
Thôi bây giờ không đi xem nữa, đất đây tình hình là nó như thế thôi. Thế phải làm sao anh phải làm thế nào, nói câu nào để cho các bác về mua đất của em chứ? Chúc chủ đất là 15 lữa bán được. Ôi chết rồi, kiểu này chủ đất chết đói. Anh chúc chủ đất chết đói. Chúc em 15 lữa, chúc em 15 lữa mới có tiền hoa hồng ở đây. Ôi giời, anh nói thế thì em lấy tiền đâu mà nuôi anh. Thôi nói vậy thôi, đừng buồn. Nói thế này nhưng mà chất đất đây là ok đúng không? Đây này, đứng ở đây nhìn xuống cái miếng đất trống này anh thấy đẹp không? Bây giờ nói vậy thôi, đừng buồn chứ cái miếng đất này ấy, là đẹp. Là đường xá đi lại thì cũng được. Nói chung là miếng đất này thì rất rẻ đấy. Đấy. Chăn nuôi ở đây là rất là ngon. Nếu mà anh thầy mà có khách nào thì dẫn vào đây cho em nhá. Ừ, để tí nữa thầy tư vấn cho xem là anh tư vấn cho xem là có ai gọi điện mà ưng miếng này là anh tư vấn vào đây xem. Phong thủy nói chung là đây này. Đất này được cái này. Xoài xoài đúng không? Ừ, đẹp thế này còn. Em nói thật anh này, đừng chê đất em. Hơi đẹp đấy. Đất em được. Đất em được chứ gì nữa anh. Được, cỏ xanh. Thôi bây giờ anh đi tìm khách đi. Hả? Bây giờ anh đi tìm khách cho em đi. Thế phần trăm cho bao nhiêu đây? Phần trăm thì bình thường như bình thường. Phần trăm bao nhiêu đây, chia đôi nhỉ? Cơm ăn ba bữa quần áo mặc cả ngày. Phần trăm chia đôi nhỉ? Cơm ăn ba bữa quần áo mặc cả ngày, tiền về một chỗ. Thôi thế bây giờ tình hình là đất cát ở đây thì ra như vậy. Thế tổng lại là thầy đúc kết lại, anh đúc kết lại cho em một cái như thế này. 4 hec, hơn 4 hec một tí. Đúng không? Chỗ này là có hồ sơ đo đạc đã ký 2 lần ở ủy ban rồi. Được nhà nước cử người về đi đo cho, đúng không? Kê khai rồi. Ok. Và tổng cái diện tích nó là như thế thì nó tầm độ khoảng hơn 2 hec đến gần 3 hec là nó bằng trên diện. Vâng. Đấy, cái giá bán tổng thể là đòi là 260. Vâng. Đấy là có thương lượng bằng móng tay. Hồ tí gọi là bớt lọc. Nọc tí thôi. Rồi, tròi chiếc đầy đủ, mọi thứ xung quanh có nhà ở. Cái đường kia thì nó thông sang bên Đắk Lắk. Đấy, thuận tiện. Đúng không? Đúng rồi. Rồi, ok, đấy tổng như thế thì bây giờ là về để đúc kết lại và xem có vị nào họ yêu quý cái miếng này thì chuyển cho họ, đúng không? Em đảm bảo miếng này các bác hơi bị kết luôn cái phong thủy, anh vào là cái phong thủy nó khác ngay. Phong thủy khác ngay, đấy, công nhận đất này cũng đẹp đấy. Thế thôi 300 cây gỗ hương to như thế này, đây này, đấy. Như này cơ mà. Bao nhiêu anh kiếm đâu ra gỗ hương như này, cao như này. Mà được cái đã được gọi là kê khai với nhà nước đầy đủ hết rồi. Ngon. Thôi được, ok. Đây, xin chào nhá. Hôm nào ai có cái miếng đất nào mà cần chuyển nhượng hoặc ai cần tìm đất thì xem phong thủy thì cứ gọi Nguyên Giáp. Bác Phú Lê mà có đi qua Gia Lai nhớ ghé vào gặp ông này để thi chân bò nhá. Ok. Xin chào. Xin chào mọi người.